cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Bây giờ chúng tôi có một câu hỏi dành cho giám khảo Phạm Hương. Tương tự đây là một bãi biển, có anh Đàm và cho Huy Trần chích đuối ở đó, thì Phạm Hương sẽ cứu ai trước? Rất tiếc là em không biết bơi. Như vậy báo ngày mai sẽ đăng tin có ba người đã không may mắn tại bãi biển này. Thưa quý vị, nếu mà Phạm Hương không biết bơi thì chẳng lẽ để hai chàng trai đẹp như thế này ở bãi biển, đúng không ạ, mà chết đuối thì phí quá. Dĩ nhiên phải có người cứu. Và ai đây? Nàng tiên cá, thưa quý vị. Hãy chào đón Nga Nguyễn, A Little Mermaid. Lâu lắm không được nhìn thấy biển, nhưng tuy nhiên vừa gặp biển rồi chạy ở trên đó mới hiểu được cảm giác là nó phê như thế nào. Bạn phải đi chân trần, rất nhiều những cái vỏ sò vào ốc ở dưới, rồi thì nắng, nóng, ai cũng rất là dã rời và mỏi hết hai chân luôn. Mỗi một lúc mà mình nhảy qua những cái chướng ngại vật đấy, nó kéo cái đôi chân mình xuống. Mình đã nhiều mỡ rồi, mình đã nặng rồi, xong mặc nguyên cái quần đầy nước. Mỗi một lần nhảy lên đấy rồi úp mặt xuống luôn. Khi mà kết thúc cái chướng ngại vật đấy, bảo trời ơi, sao không ai chôn luôn em đi. Nga cũng rất ngạc nhiên về chính cái sức chịu đựng của mình. Cách đây 3 tuần khi Nga mới bắt đầu bước vào chương trình, chỉ đi bộ khoảng có 10 phút thôi, đứng không nổi luôn, thở không nổi, hai tay hai chân nó run lên. Tuy nhiên cả ngày hôm nay chạy xong, cơ bắt đầu nó giãn ra, thì dường như những cái bài tập còn lại nó không còn quá khó khăn và quá vất vả nữa. Đối với nữ trong các cái vũ điệu Latin chính là việc phải đi trên đôi giày cao gót. Với một cái cơ thể là khoảng gần 90 cân, di chuyển với tốc độ tương đối nhanh khiến cho đôi chân của Nga gần như là bị rách hết các phần da bên ngoài. Nga sẽ hóa thân vào hình tượng một nàng tiên cá. Mọi người hay bảo rằng là đấy là nàng tiên cá heo. Nga hy vọng cố gắng để làm sao mà cái bài nhảy của mình mọi người có thể cảm nhận nó một cách rõ nét nhất. Cùng đắm say với nàng tiên cá, và đó là Nga Nguyễn và Duy Hải, thưa quý vị. Hôm nay em đẹp quá cưng ạ. Hôm nay là em đã dám để đùi mọc rồi đấy. Rất là cưng. Em giảm cân mà anh thấy rõ luôn ấy. Gương mặt trang điểm lên tươi và rất là đẹp. Thưa quý vị, nếu như quý vị thích cái tiết mục này, chúng ta dự đoán xem là họ sẽ được ban giám khảo lựa chọn là tiết mục xuất sắc nhất tuần hay không. Soạn BN khoảng cách 02 và gửi về 8369 3000 một tin nhắn cho Nga Nguyễn và Duy Hải, quý vị nhé. Xin mời Phạm Hương. Bạn nghĩ thế nào về tiết mục vừa rồi? Wow, Phạm Hương có thể nhìn thấy được rằng là trên khuôn mặt của chị, dáng vẻ của chị rất là sexy. Yeah. Và Phạm Hương thích nhất là khi chị di chuyển, cách chị lắc hông, rất là tuyệt vời. Chúc mừng chị. Anh Đàm nghĩ thế nào về tiết mục vừa được mình chọn là ấn tượng nhất tuần qua? Tuần này thì họ như thế nào? Tuần trước đó, Hương biết không? Cái đôi này, cô này có diễn sexy hơn. Cả wow. Tiết mục ngày hôm nay rất là nhiều, sexy lắm. Càng ngày anh thấy Nga càng xinh đẹp hơn, khuôn mặt rất là tỏa sáng. Thật ra thì với cơ thể nhiều ký lô và nhiều trọng lượng như vậy, mà bắt các thí sinh thoăn thoắt và nhanh nhẹn và phải thật là
dứt khoát trong cái chủ đề Latin này thì Lộc đều rất nan giải với các bạn ấy. Nhưng mà ở Nga, lúc em di chuyển nhanh với nhau như thế nào, đang xem ngày nào anh thấy cái sự cố gắng của em nhớ bài và làm cho nó sexy cái bài diễn của mình lên. Tuy nhiên vẫn còn một chút xíu hoang mang. Anh chúc mừng cái phần biểu diễn khá thành công của em. Xin cảm ơn anh Đàm. Nói ra thì không phải là bênh vực, nhưng mà thực sự ra nếu như quý vị có học nhảy Latin thì quý vị sẽ biết là trong bộ môn Latin, cha 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 là khó nhảy nhất, là tại vì nó vừa nhanh mà nó vừa phức tạp động tác, nó vừa tiểu tiết nữa, nó rất là khó. John thì John nghĩ thế nào về bài này? Chuẩn bị tâm lý em đúng không? Mỗi tuần anh thấy cái sự tự tin của em tiến bộ, và hôm nay y chang như vậy, cái gương mặt của em rất là sáng, rất là tươi, nhưng về cái động tác nó chưa sáng và tươi lắm, nó không hợp với cái gương mặt, em hiểu không? Anh muốn nó hợp, hơi hụt hẫng vì tuần trước theo em là cái bài tốt nhất, thì cái đó cũng là một cái áp lực cho tuần sau, tại mình muốn cái bài nó hay, nhưng mà tuần này hơi bị tuột nha. Đúng là mình phải chờ một cái bùng nổ đúng không? Đúng rồi. Và cái động tác sạc chân đó, mỗi tuần tụi em làm cái đó thay đổi gì đi, hơi cũ, không hài lòng. Ok, không sao, đó sẽ là một ý kiến để mà chúng ta thôi một tuần sau thôi. Nói chung là khi mình làm một cái gì đó mà quá thành công, đôi khi chúng ta sẽ không thể thành công hơn cái mình đã làm thành công, thì mình phải gia bộ tuột xuống một tuần, đi tuần sau chúng ta lại thành công. Em hiểu không? Cái kiểu nó là như vậy. Nhưng mà em thấy rằng là khi mà chị nhảy thì có một điều mà em rất là ấn tượng, đó chính là nụ cười của chị. Đúng rồi. Chị rất là hưởng thụ trong từng cái bước nhảy của chị. Và bên cạnh đó thì em biết rằng là với một cái hình thể mà quá khổ như vậy, việc chúng ta di chuyển rất là khó. Nhưng mà sau một tuần với rất là nhiều áp lực, với rất là nhiều hoạt động mà chị có thể làm như vậy là em thấy rất là tốt rồi chứ. Vâng, dĩ nhiên là vậy. Có những nụ cười cười ra chỉ đơn giản thì nó là cười. Dạ. Nhưng có những nụ cười cười ra có thể ảnh hưởng đến trái tim của một số người khác. Có nghĩa là cái nụ cười của bạn ấy, nó có cái sự lôi cuốn người ta. À, sao cô này nhìn cười mà thấy có vẻ gợi cảm thế. Cái này khoa học người ta gọi đơn giản bằng hai tiếng: sexy. Và bây giờ chúng ta hãy xem là cái bước nhảy thì có vẻ hơi choạng vạng, nhưng mà cái nụ cười sexy đó có thể cứu lại cho tiết mục này hay không? Mời John. Đúng, cái nụ cười rất là sexy, nhưng mà cái bài Người Cá này nó hơi tanh. Oh my god. 5 điểm. Really? Yes. Anh Đàm thì sao ạ? Khoan, cái điểm của Huy thì mỗi tuần mình đi qua thì cái đòi hỏi nó sẽ cao hơn. Bài này nó không gần cái bài tuần trước và cũng gần mấy cái bài đầu tiên em thi. Thì cái này sẽ là một cái lời để cho em thức dậy nha. Thức dậy cũng phải có số 6. Wake up, bài này hơi buồn. Thì số 5 nghe thấy ta xỉu luôn rồi, wake up cái gì nữa. Không biết chắc như thế nào nhưng mà tôi nghĩ như thế này. Vì tôi với anh Đàm có Bluetooth, tôi dự đoán là Đàm Vĩnh Hưng sẽ cứu bạn ấy vì cái số điểm 5 này đấy. John, tôi nghĩ như vậy nè. Mình... Wake up người ta dạy đó có nhiều cách lắm, đúng không? Nó không đến nỗi mà nó ngủ say mê đến mức là dùng một cái roi rất là nặng mà kêu dậy đi con, không cần thiết phải dậy, chỉ còn kêu nhẹ dậy đi con, dậy đi học là em đã dậy liền rồi. Em thấy là mỗi khi ở ngoài anh John Huy anh ấy dễ thương lắm, mà hôm nay ngồi đây cùng anh ấy mới biết anh ấy khó tính như thế. Nói về chuyên môn thì John làm việc rất là có tâm. Giám khảo cho là người có tâm nè, dễ thương, còn đẹp trai nữa. So ok, đang hiểu nè, thì giờ sao? Up to you, chỉ nói vậy thôi. Em muốn mấy điểm? Trời sao anh dễ dãi vậy John? Khoan, hỏi là trước. Mới trách có hai ba câu sao dễ dãi liền. Em muốn mấy điểm? Nói đi cưng. Theo em thì em nghĩ là bài thi này em sẽ mấy điểm? Gái mắc cỡ nói không được. Trai nói giùm đi, trai. Theo em thấy thì bản thân anh Huy có thể nhận ra cái sự cố gắng thay đổi của chị Nga. Khi mà anh Huy coi cái bài của tụi em lúc rehearsal buổi chiều thì nó rất là ghê. Và khi mà chị làm được các cái động tác bê đỡ lúc cuối thì em cảm thấy là em rất là vui và hạnh phúc khi mà có thể hoàn thành được động tác. Thì cái bài lúc rehearsal ghê trở thành một cái bài cũng được trên lúc thi. Thì cũng được, thì cho điểm cũng được. Chứ cái điểm hồi nãy là điểm ghê. Cho điểm 5 là hơi ghê thiệt á. Ghê chứ, giám khảo gì đâu mà khó quá. Như gì ghẻ vậy đó. Giám khảo như gì ghẻ vậy thiệt. Lần đầu tiên John sẽ làm một cái điều như vậy, tặng. Nhưng em phải biết đây chỉ là có một lần. Và em lấy cái một lần của tất cả thí sinh còn lại luôn nha. Vâng, 6 là con số cuối cùng thưa quý vị. Và tôi cũng không nghĩ là có con số nào cao hơn được đâu. Như vậy là cũng vui rồi, thôi kệ đi em ha.
coi như lâu lâu mình bị đánh một đòn đau rồi mình nhớ lần sau mình sẽ quyết chinh phục cho anh John cho bằng được em nhé. Cố lên em. Anh Đàm Minh Hưng, mình đảo ngược lại số 6 được rồi anh ạ. Không có. Cũng muốn khách mời Phạm Hương, một người có trái tim nhân ái, quyết định trước. Đúng không? Rồi, mời cô Tiên. Hương khen quá trời luôn mà. Tại vì là những tuần trước á, thì em chưa có cơ hội được xem chị nhảy. Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc cũng như được nhìn chị nhảy bằng mắt thật của mình. Thì em chỉ xem với tư cách là một khán giả thôi. Rất là thích thú, rất là ấn tượng với nụ cười của chị. Còn em sẽ không quá khắt khe về chuyên môn như anh John Huy. Chính vì vậy em sẽ cho điểm ngược lại. Tên 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 tên. Đó chính là lý do vì sao chương trình mời em tới đó Hương. Hay, thật nói hay. Tôi nghĩ anh Đàm đã có thể yên lòng trong cái việc giải cứu. Dạ vâng ạ, xin mời anh. Thật ra thì để xét cả hai em và tiết mục phía trước đó, anh đánh giá là bằng nhau. Người nào cũng thiếu một chút hết. Cho nên là anh không thể nào mà cho em cao hơn hoặc cho em thấp hơn cả. Phải bằng người trước thôi. Vâng, 8 điểm. Ai cũng sẽ có những cái suy nghĩ riêng của mình. Nghệ thuật mà thưa quý vị sẽ không có giới hạn. Sẽ không có đúng và sai trong nghệ thuật. Chỉ có thích hay không thích mà thôi. Đúng yeah, không ạ? Đúng, vâng. đúng. Và chúc mừng em. Điểm trung bình của ban giám khảo là 7,7. Mời em về bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 78,6kg. Cân nặng bây giờ là 76,2kg. Bạn xuống được 2,4kg. Tương đương với 3.1%. Tổng điểm là 10.8. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.